lời 500 đâu nữa. Mệt mỏi rồi. Mà lừa lắm mà. Đưa cho bà một ký với. Anh ấy chỉ ký thôi gì ấy. Bà này bà lăn tay rồi bà nhắm tới. Bước lên nhìn gì đâu mà tối. Bà này tháng 10/2017. Rồi, nhà tôi đã tổ chức chơi sòng bạc. Tổ chức sòng bạc chơi. Có tổ chức. Tổ chức đã. Rồi dùng tay không? Dùng tay thái 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 nha. Hôm nay thì có bao nhiêu bạn? Thì mấy người chơi sớm người cho ai đánh bạc không? Trước đây có cho ai tổ chức đánh bạc không? Anh cứ lấy cái thời gian từ giờ này. Đi đồng đá.